Ở những nơi biên giới, với nhiều bản làng chưa có điện thì ánh sáng là niềm mơ ước với người dân trong đi lại sinh hoạt, học thêm con chữ để tăng tri thức, bớt đói nghèo. Tại đồn biên phòng Cà Ròng, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình có tới 6 bản còn chưa có điện. Bộ đội biên phòng nơi đây phát động chương trình ánh sáng vùng biên với mong muốn dùng đèn năng lượng mặt trời để phủ sáng vùng đất này. Căn nhà của chị YC ở bản 61, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình vẫn chưa có lưới điện. Từ khi bộ đội biên phòng cùng các nhà hảo tâm tặng cho chiếc đèn năng lượng mặt trời, không chỉ giúp cho sinh hoạt thuận lợi mà còn giúp con cái được học hành đầy đủ hơn. Sau nhiều năm sinh hoạt trong điều kiện thiếu ánh sáng, hôm nay nhiều hộ gia đình đã được các chiến sĩ đồn biên phòng và nhà hảo tâm ủng hộ mang ánh sáng về từng nhà. Có điện sáng mọi người vui lắm, cảm ơn rất nhiều. Xã Thượng Trạch có 12 bản thì có tới 6 bản chưa có điện về. Từ hơn một năm nay, mô hình ánh sáng vùng biên cùng với hoạt động thắp sáng Cà Ròng do bộ đội biên phòng phát động đã huy động nguồn lực xã hội, sự đóng góp của các nhà hảo tâm để lắp đèn ngõ xóm, rồi trang bị dần mỗi nhà một bóng đèn năng lượng mặt trời. Vừa qua, nhờ sự hỗ trợ của các tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng, tỉnh Quảng Ninh, 70 hộ dân được nhận đèn năng lượng mặt trời. Đồn biên phòng Cà Ròng cũng được tặng 15 bộ đèn năng lượng mặt trời, một loa phóng thanh, hai biến áp, một bộ tăng âm. Qua đó hỗ trợ đồn biên phòng Cà Ròng thực hiện mô hình tiếng loa bản xa, nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền cho bà con. Đồn biên phòng tỉnh Quảng Bình nói chung và đồn biên phòng Cà Ròng nói riêng là phủ sóng tất cả các bạn là đã có điện là năng lượng mặt trời nên là thắp sáng các làng bản trên biên giới Tổ quốc để phục vụ bà con chăm sóc cái đời sống rồi là văn hóa tinh thần rồi là dạy là cái chữ cho nhân dân quần chúng nhân dân trên địa bàn. Cho nên thầy nghĩ là cái ánh sáng đối với đạo Phật các thầy thì không chỉ là ánh sáng trí tuệ mà phải có ánh sáng thực tế này để cho bà con sinh hoạt được tốt. Thế rồi bên đồn cửa khẩu ở đây cũng thế, Cà Ròng đấy cũng thế, cũng là thiếu ánh sáng. Thế cho nên là các thầy thì phát tâm tặng cho bà con cái này để giúp cho bà con có ánh sáng sinh hoạt được tốt. Thì cái đó là rất cần thiết, thầy nghĩ là rất là ý nghĩa trong một cái vùng sâu vùng xa này và vùng biên giới thế này. Hoạt động phủ sáng bằng đèn năng lượng mặt trời của các chiến sĩ đồn biên phòng và các nhà hảo tâm không chỉ góp phần mang ánh sáng giúp bà con sinh hoạt, cải thiện cuộc sống trước khi bà con đón lưới điện quốc gia về bản, mà còn góp phần thể hiện tinh thần đoàn kết đồng chí, đồng bào trong việc cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên cương của Tổ quốc.